lấy cảm hứng từ những bó hoa đầy màu sắc này, Hải Anh sẽ làm món lẩu hoa dâng mẹ. Còn bây giờ thì hãy theo chân Hải Anh để về chuẩn bị mâm cơm ngày hôm nay nhé. Chào cả nhà, Hải Anh đã quay trở lại với căn bếp thân thuộc của nhà mình. Và hôm nay thì Hải Anh đã chuẩn bị một vườn hoa đầy màu sắc cho món lẩu hoa dâng mẹ. Ở đây thì mình có bông so đũa, bông điên điển, bông súng kèo nèo và bông hẹ, bông bí và rất nhiều bông khác ở phía dưới nữa. Với những cái màu sắc rất là đa dạng của rất nhiều bông ở trong cái rổ hoa này thì Hải Anh chắc chắn là sẽ không phải lo về cân bằng sắc màu ở trong món lẩu hoa dâng mẹ nữa. Với lẩu hoa thì cái điều mà làm nên sự đặc trưng của nước lẩu này chính là nước dừa, mắm đậu và chao. Với mắm đậu và chao thì là hai cái loại rất là đặc biệt để tạo lên cái vị đặc trưng của cái lẩu hoa này. Mắm đậu chao thì được ủ từ đậu lửa chín, còn chao thì được ủ từ đậu sống. Cả hai cái này đều vô cùng đặc biệt và giàu dưỡng chất, đặc biệt là protein. Ở trong chao, ở trong đậu đều rất giàu B12 và canxi. Nó sẽ tạo lên một cái món lẩu chay rất giàu dinh dưỡng. Với cái sự đặc trưng của lẩu hoa này thì rất là dễ dàng để kết hợp với những món ăn kèm. Chúng ta có thể kết hợp với đậu phụ, có thể kết hợp với bún gấc sấy dẻo hoặc có thể kết hợp với cả chả nấm, giống như công thức chả nấm mà Hải Anh tặng trên màn hình. Rất là đơn giản, trộn tất cả những cái nguyên liệu đó lại, xay lên, chiên và có thể cuốn trong cái lá đốt hoặc là ăn kèm cùng với cả lẩu hoa. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt tay vào làm nước dùng. Đầu tiên thì chúng mình sẽ băm nhỏ cái hành và cái gừng ra. Bây giờ thì chúng mình sẽ phi thơm hành, xả cắt khúc, ớt. Khi mà cái xả nó đã lên mùi, cái hành, cái gừng nó đã vàng nhẹ như thế này thì chúng mình sẽ bắt đầu cho chao và cho mắm đậu vào để xào thơm lên luôn. Chao, mắm đậu, chúng mình đảo để cho nó thơm, nó quyện với cả mùi hành, gừng, xả, ớt. Khi mà đảo cho cái chao với cả cái mắm đậu nó thơm lên như thế này, đây ạ, nó sẽ bắt đầu có một cái thơm nhẹ để bám vào đáy nồi. Thì lúc này chúng mình bắt đầu cho nước dừa vào, nước dừa xiêm. Chúng mình cho vào cái nồi này. Nhớ là với nồi Queen thì ở cái mức mà nồi lẩu cho 4 đến 6 người ăn thì chúng mình dừng ở mức 2 lít là rất là đẹp. Nước cũng đã lăn tăn sôi rồi thì bây giờ Hải Anh sẽ nêm gia vị cho vừa. Đường 10g, nhưng cái này các bạn có thể điều chỉnh phụ thuộc vào cái nước dừa của chúng ta ngọt hay không ngọt thì chúng ta sẽ có thể điều chỉnh cái lượng đường này. Muối thì nó sẽ cân theo đường một chút, tức là nếu như cái nước dừa của mình ngọt rồi thì mình sẽ cho giảm cái muối đi một chút theo công thức. Cuối cùng là một chút xì dầu để cho cái nước dùng của chúng ta màu nó đẹp. Rất là vừa vặn rồi, nước dùng ngậy, ngọt mặn vừa, rất là thơm. Và đặc biệt là cái ngọt của nước dừa nó sẽ rất là khác, thanh, nhẹ, mát. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi dọn đồ ăn kèm và những cái thức ăn khác lên để cùng ăn lẩu nhé. Và đây là tất cả những cái nguyên liệu của lẩu hoa Hải Anh đã bày lên trên này. Có một cái chức năng của Envoy Queen mà Hải Anh cứ mong muốn được chia sẻ với cả mọi người mãi về cái điều này. Đó là ngay khi thức ăn chưa chín, chỉ mới bay ở trên nồi thôi, chúng ta cũng đã có thể chiêm ngưỡng một cái bức tranh ẩm thực vô cùng là tuyệt vời. Và bây giờ thì Hải Anh đã rất là mong chờ được thử cái món lẩu này rồi. Hải Anh sẽ thử thả một vài bông hoa so đũa, một miếng đậu, một miếng chả nấm, bông bí, bông hẹ và một chút bún gấc sấy dẻo nữa để xem cái sự kết hợp này nó sẽ như thế nào nhá. Bông bí này, nấm này, chút bún này.
ngọt, ngậy, đậm đà, thơm của nước dừa quyện cùng với cái mùi hương của hoa, độ giòn của nấm, dẻo của bún, ngậy của đậu nữa, tạo lên một cái bát lẩu rất là đặc trưng. Vị của trao, vị của mắm đậu rất là tuyệt vời. Lẩu hoa bình dị, gần gũi, đậm đà mà lại vô cùng tinh tế. Hà Anh sẽ chiêu đãi gia đình mình ở trong dịp Vu Lan báo hiếu. Hôm nay tới lễ Vu Lan, con về báo hiếu nồng tràn yêu thương. Lẩu hoa thắm đượm vị hương, xin tri ân mẹ yêu thương muôn đời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số sau.